ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên trình diễn 9 tháng 7 năm 2022 tại San Jose. Hai cháu Hưng và Quyên à, tôi muốn có một chút tâm sự với hai cháu trước khi hai cháu đến trình diễn tại San Jose Performing Arts. Tôi tìm kiếm trong Google thấy cháu Hưng 51 tuổi và cháu Quyên cũng 41 tuổi, hai cháu cũng đã lớn rồi, chắc cũng rõ lá cờ đỏ sao vàng mà cháu Hưng đang mặc trong hình. Nó phát nguồn từ lá cờ của bọn giặc Tàu Phúc Kiến, có từ 1932 được treo ở thủ phủ Phúc Châu mà bọn Việt Cộng trồng vào cổ dân tộc Việt Nam, buộc dân tộc Việt phải tôn sùng như lá cờ Tổ quốc. Cháu Hưng có biết rằng cháu đang làm chuyện vô cùng nhục nhã đối với tổ tiên đấy? Còn nếu không rõ, hai cháu cứ vào google.com rồi đánh cờ Phúc Kiến để xem ông thầy ổng trả lời như thế nào nhé. Theo lịch sử của nước mình, chưa có thời đại nào mà có trên 2 triệu người Việt Nam phải bỏ nhà cửa, bỏ ruộng đồng, bỏ quê hương đất nước của mình để đi tị nạn cộng sản, hai cháu phải nhớ đấy. Vừa rồi, chắc hai cháu cũng biết vụ cô ca sĩ Khánh Ly đã hát bài hát Gia Tài Của Mẹ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác mà đang bị chế độ Việt Cộng đang cai trị cấm đoán, trong đó có những câu như sau. Và tôi muốn phân tích bài hát Gia Tài Của Mẹ cho hai cháu hiểu 1000 năm nô lệ giặc Tàu. Câu này chỉ nói sự thật thôi mà có thể đã làm tức tối tên thái thú giặc Tàu Hoàng Vi Nguyễn Phú Trọng. Nó nghe được nó nhột lắm. Từ ngày tên này cai trị, hắn ta chưa từng dám gọi bọn giặc Trung Cộng đang xâm lăng nước mình. Chúng đang chiếm ải Nam Quan, thác Bản Dốc, bãi Tục Lãm, núi đất. Quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa và gần 1000 cây số vuông đường biên giới. Giặc Tàu chúng còn đâm ghe đánh cá của dân Việt mình, cướp ngư cụ, cướp hải sản. Bắt dân ta đòi tiền chuộc mà tên Trọng nhà ta chỉ dám gọi tàu lạ, nước lạ. Trọng còn cho công an đạp vào mặt người biểu tình nữa. Chính Trọng cũng đã bắt giam hàng trăm, hàng ngàn nhà yêu nước và tôi đang mong đợi con khỉ Trường Sơn Nguyễn Phú Trọng bị bắt giam để những tù nhân có tên trong danh sách sau đây phải được thả ngay để được trở về đoàn tụ với gia đình. 1. Nguyễn Thị Tâm. 2. Nguyễn Doãn Kiên. 3. Trần Quốc Khánh. 4. Trương Duy Nhất. 5. Trần Huỳnh Duy Thức. 6. Cấn Thị Thêu. 7. Trần Anh Kim. 8. Phạm Thành. 9. Nguyễn Vượng. 10. Trịnh Bá Phương. 11. Trịnh Bá Tư. 12. Huệ Như. 13. Lê Thanh Tùng. 14. Phạm Đoan Trang. 15. Nguyễn Tường Thụy. 16. Nguyễn Văn Hóa. 17. Nguyễn Thị Cẩm Thúy. 18. Ngô Văn Dũng. 19. Nguyễn Năng Tĩnh. 20. Nguyễn Viết Dũng. 21. Phan Kim Khánh. 22. Lê Quý Lộc. 23. Nguyễn Văn Đức Độ. 24. Lê Anh Hùng. 25. Nguyễn Trung Lĩnh. 26. Nguyễn Trung Tôn. 27. Trần Đức Trạch. 28. Ngô Hào. 29. Phạm Chí Dũng. 30. Châu Văn Khảm. 31. Nguyễn Văn Túc. 32. Trương Minh Đức. 33. Nguyễn Bắc Chuyển. 34. Phạm Văn Trội. 35. Mã Phùng Ngọc Phú. 36. Lê Hữu Minh Tuấn. 37. Huỳnh Thục Vi. 38. Lê Chí Thành. 39. Lê Đình Lượng. 40. Nguyễn Ngọc Ánh. 41. Huỳnh Trương Ca. 42. Nguyễn Thúy Hạnh. 43. Lê Thế Thắng. 44. Lưu Văn Vịnh. 45. Hồ Hải. 46. Vương Văn Thả. 47. Phạm Văn Điệp. 48. Lê Trọng Hùng. 49. Vũ Quang Thuận. 50. Nguyễn Văn Điển. 51. Đỗ Nam Trung. 52. Trương Châu Hữu Danh. 53. Nguyễn Thanh Nhã. 54. Đoàn Kiên Giang. 55. Nguyễn Phước Bảo Trung. 56. Bùi Văn Thâm. 57. Bùi Văn Trung. 58. Vương Văn Thuận. 59. Nguyễn Nhật Trường. 60. Nguyễn Văn Thượng. 61. Mục Sư Đinh Diêm. 62. Hoàng Dức Bình. 63. Nguyễn Nam Phong. 64. Hồ Sĩ Quyết. 65. Trần Hoàng Phúc. 66. Chánh Trị Sự Hứa Phi Cao Đài. 67. Nguyễn Văn Viễn. 68. Trần Văn Quyền. 69. Nguyễn Trung Trực. 70. Bùi Văn Thuận. 71. Nguyễn Chí Vững. 72. Phan Công Hải. 73. Lê Thanh Nhất Nguyên. 74. Lê Thanh Hoàn Nguyên. 75. Lê Thanh Trùng Dương. 76. Đinh Thị Thu Thủy. 77. Trương Hữu Lộc. 78. Nguyễn Thái Hưng. 79. Vũ Thị Kim Hoàng. 80. Nguyễn Đức Hùng. 81. Ngô Công Trứ. 82. Đặng Toàn Trung. 83. Đặng Quang Khánh. 84. Trần Thị Ánh Hoa.
85, Nguyễn Bảo Tiên, 86, Nguyễn Duy Hưởng, 87, Bác sĩ Nguyễn Đình Thành, 88, Lê Văn Dũng, 89, Huỳnh Thị Tố Nga, 90, Huỳnh Minh Tâm, 91, Huỳnh Đức Thanh Bình, 92, Nguyễn Quang Khải, 93, Linh Mục Trần Ngọc Hiệu bị giết bởi vi si, 94, Nguyễn Duy Linh, 95, Cao Văn Dũng, 96, Đặng Hoàng Minh, 97, Nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu, 98, Lê Thị Bình, 99, Quách Duy, 100, Mai Phan Lợi, 101, Đặng Đình Bách, 102, Ngụy Thị Khanh, 103, Nguyễn Chí Doãn, 104, Vũ Tiến Chi, 105, Lê Quý Lộc và hôm nay Trọng còn bắt thêm anh Lê Trọng Hùng, anh Lê Văn Dũng vô va và anh Nguyễn Lân Thắng nữa. Và tôi cũng mong đợi tất cả những tù nhân yêu nước khác nhưng chưa được nhiều người biết đến cũng phải được thả ra. Tôi tin rằng có cả ngàn người tù nhân yêu nước đang bị bắt. Tôi suy luận đơn giản, một chế độ chuyên bắt giam những người yêu nước là bọn phản quốc. Đơn giản, thằng Trọng là thằng phản quốc. Đối với tôi, những tù nhân trên hoàn toàn không vi phạm tội hình sự như chế độ Việt Cộng đã xử án. Họ là những người yêu nước, yêu tự do và dân chủ. Họ hành xử quyền tự do ngôn luận và họ đang bị chế độ Việt Cộng xử án bằng 3 điều luật man rợ và mơ hồ mà cả thế giới đang lên án như điều 331 Bộ luật hình sự, lợi dụng quyền tự do dân chủ trong khi dân chẳng biết quyền tự do dân chủ đó nằm ở điều luật nào. Điều 117 Bộ luật hình sự tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đây là điều luật vi phạm quyền tự do ngôn luận ở điều 25 Hiến pháp và chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn tuyên bố. Đến hết thế kỷ này còn chưa hoàn thiện được xã hội chủ nghĩa, vậy lấy chi mà bảo dân chống rồi kết tội dân và điều 109 Bộ luật hình sự. Tội lật đổ chính quyền nhân dân. Chế độ Việt Cộng phải chứng minh dân lật đổ bằng cái gì chứ? Ai cũng có mỗi một cây súng nước, lấy gì lật đổ? Điều 109 này thật là xàm xí đú, nói lên một chế độ vô cùng lưu manh, hèn hạ. Sợ cây súng nước của dân, bộ không biết nhục mặt hả? 100 năm đô hộ giặc Tây câu này cũng vậy, chỉ là sự thật không có lý do để bị cấm. 20 năm nội chiến từng ngày, câu này quá hiển nhiên rồi, đến giờ này cũng đang nội chiến giữa hai phe, phe chế độ cầm quyền VS đối kháng với toàn dân. Hai bên đang nội chiến choảng nhau chỉ vì bài gia tài của mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang bị chế độ Việt Cộng kiểm duyệt cấm trình diễn, dù bài hát đã có tuổi đời 57 năm. Mà tôi nghĩ thật ngộ nha. Chế độ Việt Cộng đang tôn thờ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như đã đúc tượng ở Quy Nhơn, làm con đường mang tên Trịnh Công Sơn ở Huế và còn làm phố đi bộ Trịnh Công Sơn ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Làm tôi nghĩ chế độ Việt Cộng này quen thói man rợ rồi nên cầm nhầm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người theo Cộng sản. Coi như thấy người nghệ sĩ này tài hoa quá, nên rồi cứ nhận bừa là người của mình mà chẳng biết xấu hổ. Tôi không bao giờ tin khi nhìn thấy hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cầm cây đờn. Đánh bài nối vòng tay lớn vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, vậy tôi sẽ kết luận anh Trịnh Công Sơn là người của Cộng sản. Tôi khẳng định tôi không tin điều ấy, vì cá nhân tôi rất ghét Việt Cộng qua những khủng bố man rợ vào Tết Mậu Thân, về mùa hè đỏ lửa, về đại lộ kinh hoàng. Nhưng rồi, sau tháng tư đen ấy, chính tôi là người chứng kiến và vẫy tay chào bọn man rợ Việt Cộng ấy, đúng ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi trên người chúng còn gắn những nhánh cây xanh đầy người, được chở trên những chiếc xe Molotova màu xanh. Đầu tròn lăn bánh trên đại lộ thống nhất tiến thẳng vào dinh độc lập. Trước đó, đã có những người mang khăn đỏ quấn cánh tay áo ra hiệu chỉ đường. Cổng dinh được mở toang, hai chiếc xe tăng tiến vào. Cổng dinh rộng lớn đến thế, làm gì có vụ ủi sập cổng dinh độc lập. Tôi nhớ mãi, trong đoàn người vẫy tay chào đón những kẻ chiến thắng, có một thanh niên lớn tiếng, sâu bọ lên làm người. Quả thật đúng như một lời tiên tri. Chỉ 1 đến 2 tuần sau, tôi và dân tôi đã bị tước đoạt hết mọi quyền tự do căn bản nên tôi đã phải tự quyết định phải lật đổ chế độ Việt Cộng này bằng mọi giá. Từ đó, tôi quyết tâm đấu tranh đến ngày hôm nay.
Đâu phải chỉ có anh Trịnh Công Sơn và tôi đã bị lừa, mà còn có trên 2 triệu người vượt biên, vượt biển cũng bị lừa, và còn có 1 triệu quân dân cán. Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng bị lừa vào trại tù khổ sai, với cái tên lừa gạt dân, gọi là trại học tập cải tạo không bản án. Có người như Thiếu tướng Lê Minh Đảo ở tù 17 năm, Trung úy Trương Văn Sương ở tù 33 năm, Đại úy Nguyễn Hữu Cầu ở tù gần 38 năm. Gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn. Quá đúng rồi, ai lại không buồn, cả một dân tộc tan nát. Mọi gia đình Việt Nam đều tan nát, vợ mất chồng, con mất cha, rồi toàn quốc bị lâm vào cảnh đói, ăn khoai, sắn, bo bo độn vào cho no bao tử. Dân chúng Việt Nam Cộng Hòa đang sống sung sướng, hạnh phúc, giàu có chỉ vài tháng sau tất cả đều bị đói. Chính sách của chế độ Việt Cộng ngăn sông cấm chợ, không cho mua bán, làm gì không đói. Chẳng ai muốn làm việc vì làm nhiều quá nhà nước Việt Cộng thu mua hết với giá rẻ mạt, không đói mới chuyện lạ. Viết đến đây, tôi nhớ lại trận đói năm Ất Dậu 1945. Trước khi Việt Minh cướp chính quyền, dân tôi ở ngoài Bắc cũng có 2 triệu người bị đói. Tôi học sách lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng quân Nhật bắt dân phải trồng cây đay để thay thế cây lúa. Loại cây làm dây để làm bao bố đựng đồ, vì thế dân mới bị chết đói. Tôi không bao giờ tin đó là sự thật. Tôi suy nghĩ đơn giản, ngoài Bắc đói thì đi vào Nam, không xe thì đi bộ. Mắc mớ gì phải chịu đói, để chết hàng triệu người. Chỉ có chính sách ngăn sông cấm chợ, hợp tác xã, công, nông trường mới làm dân đói thôi, vì dân không được làm chủ vật dụng mình sản xuất. Gạo, lúa, con gà, con heo, con bò mình nuôi mà mình muốn làm thịt mình còn phải xin phép nhà nước mà. Không xin phép là ở tù chết mẹ luôn đấy. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ, hàng triệu người chết đói. Hàng trăm ngàn người chết vì vượt biển, vượt biên, hàng trăm ngàn người chết trong những trại tù cải tạo, 3 triệu người chết vì cuộc nội chiến Nam Bắc một rừng xương khô. Một núi đầy mồ là quá đúng rồi. Tội ác luôn nằm ở thằng xâm lăng. Tội ác luôn nằm ở thằng chiến thắng với lòng mang nhiều thù hận, vì nó làm ra những chính sách man dợ để thỏa mãn lòng hận thù của nó. Như kinh tế mới rừng thiên nước độc, thanh niên bắt buộc cướp tư sản mại bản, lao động thủy hại, trại tù khổ sai. Để cướp trắng nhà cửa, đất đai của toàn dân. Bởi thế mới đẻ ra hàng triệu dân oan khắp 63 tỉnh thành. Dạy cho con tiếng nói thật thà, mẹ mong con chớ quên màu da, con chớ quên màu da. Nước Việt xưa mẹ mong trông con mau bước về nhà, mẹ mong con lũ con đường xa, ôi lũ con cùng cha quên hận thù. Người Việt Nam nào cũng muốn quên hận thù, chỉ có thằng Việt Cộng không bao giờ nó quên hận thù. Bằng chứng chúng nó đang hận thù cấm đoán cô ca sĩ Khánh Ly đấy. Quý vị cứ nhìn cuộc nội chiến của Hoa Kỳ rồi so sánh đi. Hoa Kỳ cũng có 2 quân đội đại diện 2 lá cờ khác nhau để đánh nhau, làm chết trên 600.000 tổng cộng. Nhưng sau chiến tranh, tướng Grant thắng trận bắt tay với tướng Lee thua trận. Còn cho phe thua trận tiền, ngựa, thực phẩm để trở về với gia đình. Không một người nào phải đi tù cải tạo, và cho đến ngày hôm nay, lá cờ của phe thua trận vẫn còn được tung bay như một dấu tích lịch sử. Bởi vậy nước Mỹ mới giàu mạnh ngày hôm nay. Nên nhớ, hận thù nằm ở chính sách của nhà cầm quyền, lỗi của nhà cầm quyền. Không phải lỗi ở dân. Đơn giản quá mà, nếu đất lành chim đậu, chẳng ai thèm bỏ đi. Chẳng ai khùng mà bỏ đi khi phải đối đầu với cái chết ngoài đại dương, đau khổ biết chừng nào. Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ, ruộng đồng khô khan, gia tài của mẹ. Nhà cháy từng hàng, 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ, một bọn lai căng, gia tài của mẹ, một lũ bội tình. Hai câu chót này mới quan trọng nhất đấy, ông Trịnh Công Sơn cúa sâu sắc. Một lũ con ở phương Bắc vô cùng hèn hạ, chỉ biết vâng lệnh theo thằng giặc Tàu gián điệp Hồ Quang Hồ Chí Minh để giết hại anh em của mình ở miền Nam.
Những thằng sử dụng lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến của bọn giặc Tàu là bọn lai căng đấy, dễ hiểu mà. Những thằng sử dụng lá cờ búa liềm của thằng Liên Xô là bọn lai căng đấy. Còn những thằng tìm mọi cách để giết chết thằng anh em ruột thịt của nó, đó là những kẻ bội tình, dễ hiểu thôi mà. Tình anh em, tình máu mủ ruột thịt nó vứt vào sọt rác rồi. Nó vượt Trường Sơn, nó thực hiện đường mòn Hồ Chí Minh, nó tìm mọi cách để giết chết người anh em ruột thịt của nó. Sau chiến thắng, nó còn tàn bạo hơn nhiều nữa, để dân Việt Nam Cộng Hòa không còn đất sống chung với nó. Bây giờ lên đến 5 triệu dân phải bỏ nước ra đi rồi. Viết đến đây, tôi nghĩ hai cháu Hưng và Quyên đã hiểu rõ câu chuyện và hiểu rõ tôi muốn nói cái gì. Đồng bào hải ngoại, họ bỏ nước ra đi vì lá cờ ngoại lai của giặc Tàu và lá cờ búa liềm của Liên Xô đấy. Đa số họ là những người can đảm, sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình để đổi lấy cuộc sống tự do trên khắp quả địa cầu này. Vượt biển, vượt biên hay vượt trong thùng đông lạnh và dù biết chết họ vẫn tiếp tục ra đi. Tôi chỉ khuyên hai cháu đừng bao giờ hai cháu nghĩ rằng hai cháu có thể sẽ chiêu hồi họ được. Nếu có khuyên thật tâm, thật lòng, hai cháu nên về quê nhà mà khuyên những thằng đang cầm quyền. Hãy thay đổi chính sách như thả ngay mọi tù nhân yêu nước, dẹp bỏ lá cờ giặc Tàu Phúc Kiến hay cờ búa liềm của ngoại bang, lúc đó không cần một lời chiêu dụ. Tự động đồng bào hải ngoại cũng vui vẻ xếp hàng xin về chung tay giúp nước.